Phân tích vẻ đẹp của Thúy Vân trong đoạn trích Chị em Thúy Kiều, trích truyện Kiều của Nguyễn Du. Truyện Kiều, tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp sáng tác của đại thi hào Nguyễn Du. Tác phẩm viết về 15 năm đoạn trường của Thúy Kiều, người con gái tài sắc nhưng có số phận chuyên bạc mệnh. Không chỉ lên án xã hội đen tối, đồng cảm bênh vực với số phận bất hạnh của con người. Tài năng và tấm lòng nhân đạo sâu sắc của Nguyễn Du còn được thể hiện qua những trang thơ khắc họa vẻ đẹp, tài năng, nhân cách của con người. Chị em Thúy Kiều, đoạn trích thể hiện rõ nét bút pháp tài hoa, tấm lòng trân trọng của nhà thơ với vẻ đẹp 10 phân vẹn 10 của chị em Thúy Kiều, Thúy Vân. Bên cạnh nhân vật trung tâm là Thúy Kiều, vẻ đẹp của Thúy Vân dưới ngòi bút của Nguyễn Du cũng hiện lên thật sống động, ấn tượng. Mở đầu đoạn trích, nhà thơ Nguyễn Du đã có những giới thiệu khái quát về nguồn gốc, địa vị và vẻ đẹp xuất chúng hơn người của hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Thúy Vân là người con gái thứ trong gia đình Vương Viên Ngoại, em gái của Thúy Kiều. Ả Tố Nga dùng để chỉ những người con gái đẹp. Thông qua việc sử dụng những hình ảnh ước lệ tượng trưng kết hợp với đảo ngữ, nhà thơ Nguyễn Du đã mang đến cho người đọc những ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp của cả hai chị em. Thúy Vân cùng chị của mình đều là những người con gái có tài sắc hơn người, cốt cách nhẹ nhàng, thanh tao như mai, tâm hồn trong sáng thanh khiết tựa tuyết, đều sở hữu nhan sắc xuất chúng 10 phân vẹn 10, thế nhưng của Thúy Vân và Thúy Kiều đều mang những vẻ đẹp riêng. Vẻ đẹp của Thúy Vân được nhà thơ Nguyễn Du tập trung miêu tả trong 4 câu thơ sau của đoạn trích. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trang đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc đốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Trang trọng gợi ra vẻ đẹp sang trọng quý phái. Thúy Vân hiện lên trong trang thơ của Nguyễn Du với vẻ đẹp dịu dàng nền nã của một tiểu thư đài các. Sử dụng những hình ảnh ước lệ tượng trưng quen thuộc trong thơ ca cổ, hoa, ngọc, mây, tuyết, kết hợp với biện pháp liệt kê, nhà thơ đã phác họa đầy sống động chân dung vẻ đẹp của Thúy Vân. Đó là một người con gái xinh đẹp dịu dàng với khuôn mặt đầy đặn phúc hậu tựa vầng trăng, khuôn trăng đầy đặn, lông mày dài, đen đậm như con ngài, nét ngài nở nang. Nụ cười của nàng tươi tắn rạng rỡ như hoa, giọng nói trong trẻo như ngọc. Bên cạnh khuôn mặt, nét ngài, nụ cười, giọng nói thì vẻ đẹp của Thúy Vân còn được đặc tả thông qua hình ảnh mái tóc và làn da. Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Vẻ đẹp của Thúy Vân như một tuyệt tác của tạo hóa. Sự hoàn hảo của ngoại hình khiến những vẻ đẹp của tự nhiên như mây tuyết cũng phải thua nhường. Mái tóc của Thúy Vân bồng bềnh mềm mại hơn mây, làn da tươi sáng mịn màng hơn tuyết. Ở đây, nhà thơ Nguyễn Du đã rất tinh tế khi lấy tự nhiên để làm nổi bật lên vẻ đẹp của con người. Mây và tuyết đều là những hình ảnh trong tự nhiên, biểu tượng cho những thứ đẹp đẽ cao quý. Câu thơ mây thua nước tóc tuyết nhường màu da không chỉ gợi ra ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp mỹ lệ sánh ngang với tự nhiên của Thúy Vân, mà còn gợi ra sự hài hòa cân đối. Vẻ đẹp của Thúy Vân xuất chúng hơn người, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của tự nhiên, phù hợp với quan niệm thẩm mỹ trong xã hội phong kiến xưa. Hai từ thua, nhường được sử dụng thật khéo, nó không chỉ được dùng để miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, đó là vẻ đẹp khiến mây phải thua, tuyết phải nhường, mà còn góp phần dự báo cho cuộc đời, số phận của nàng. Sự dịu dàng phúc hậu trong ngoại hình, tính cách mang đến dự cảm về tương lai bình yên êm đềm, không có những sóng gió thăng trầm của nàng. Bút pháp tiêu biểu của văn học trung đại là bút pháp ước lệ tượng trưng. Nguyễn Du đã sử dụng triệt để bút pháp này để đặc tả vẻ đẹp của Thúy Vân. Biện pháp nhân hóa làm thiên nhiên cũng có hành động như con người đã khiến bạn đọc nhận thấy dường như tạo hóa đang cúi đầu e lệ trước vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của nàng Thúy Vân. Như vậy, chỉ với 4 câu thơ ngắn gọn, nhà thơ Nguyễn Du đã thành công dựng lên bức chân dung tuyệt mỹ của Thúy Vân. Đó là một thiếu nữ trong độ tuổi trăng tròn cùng vẻ đẹp thanh cao đại các. Dưới ngòi bút tài hoa của nhà thơ, người đọc không chỉ ấn tượng với vẻ đẹp hoàn hảo, mỹ lệ của Thúy Vân, mà còn có dự cảm tốt đẹp về tương lai, cuộc sống êm đềm, bình đạm của nàng sau này. Hết bài phân tích. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 6 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Chúc các em học tốt và thi đạt kết quả cao.